Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi Uber và Grab miễn phí, không mất tiền luôn nhá. Mình thì hay đi bằng Uber hơn, tại vì mình thấy Uber nó rẻ hơn Grab khá là nhiều. Ok, thì đầu tiên các bạn vào cái trang web này và vào trang web trên di động nhá. Và các bạn vào Play Store hay là App Store để cài Uber nhá. Đầu tiên các bạn vào link này, link mình sẽ để ở dưới mô tả video trong comment video. Đấy, thì cái link đầu tiên thì mình đã có cái mã sẵn rồi, thì họ sẽ ghi là bạn sẽ nhận được 20.000 cho 5 chuyến đi, có nghĩa là được 100.000 đó, mỗi chuyến đi 20.000. 20.000 thì đi được khoảng 3 đến 4 cây nhá, nếu mà đi ô tô ấy, còn nếu mà đi xe máy thì đi được khoảng 5 đến 6 cây. Đây gọi là đi taxi công nghệ giá 0 đồng. Đầu tiên các bạn vào link này và điền thông tin của các bạn vào. Đây mình ví dụ nhá. Email, password, đó, sau ấn đăng ký. Khi đăng ký xong thì nó sẽ mở ứng dụng Uber của bạn lên và đặt xe, và chọn cái hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chọn thêm cái khuyến mại nữa. Mỗi một chuyến đi các bạn sẽ có 20.000 và được 5 chuyến đi. Link thứ hai thì chưa nhập cái mã giới thiệu, thì các bạn cũng điền tên, số điện thoại, email, password. Ở đây có phần nhập mã này, thì bạn nhập mã này S471GI thì sẽ được, cũng giống như thế kia thôi, sẽ được giảm 20.000 cho một chuyến đi. Lưu ý là cho những người mới đi Uber thì mới được giảm 20.000 cho một chuyến đi nhá. Và các bạn cũng có thể sử dụng cái mã giới thiệu của các bạn để mời người khác, thì các bạn cũng nhận được 100.000 cho 5 chuyến đi tiếp theo, mỗi chuyến đi là 20.000, và mã sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày. Đó, các bạn cứ giới thiệu càng nhiều mà người ta hoàn thành chuyến đi đầu tiên ấy, thì các bạn càng nhiều lượt giảm giá 20.000 cho những chuyến đi. Ok, Grab thì chúng ta cũng như thế thôi. Và Grab cũng đang có cái mã giảm giá ở Bắc Ninh, Cần Thơ này, giảm 40.000 cho 2 chuyến luôn. Cái mã giới thiệu của Uber thì các bạn có thể vào ứng dụng Uber để lấy mã nhé. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái vlog thực hiện một chuyến đi miễn phí cho các bạn xem. Vâng, mình đang ở sân vận động Mỹ Đình. Đây là điểm bắt đầu xuất phát và mình sẽ đi đến Bixi để lấy quà không đồng lần trước chơi cái trò Xuân Đắc Lộc ở trên Bixi đó. Đi từ đây đến Bixi khoảng 3 cây gì đấy. Thời tiết cũng khá là lạnh và hơi mưa mưa nữa nên đi ô tô thì rất là hợp lý. Đây, trước cổng chính luôn của sân vận động Mỹ Đình, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Mỹ Đình National Stadium. Alo. À, mình đang ở sân vận động Mỹ Đình nhá. Ngay cổng luôn. Ok.
mua 6 lon 70 nhân đao, tặng một cốc thủy tinh. 6 lon này ạ? Đấy, mình thấy báo đây rồi. Ở lốc. Lốc, trong này có lốc. Đây là bây giờ 17.000. Đây này, lấy chân này nè. Bỏ xe này. Chơi 25.000 to vãi. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn đi taxi công nghệ Uber Grab với giá là 0 đồng miễn phí. Các bạn cảm thấy video ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.